Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán, các căn hộ dịch vụ của chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh đang đứng trước một cái vị trí căn nhà rất là đặc biệt, ngõ rất là rộng mọi người ạ. Hai ô tô có thể tránh nhau. Đây, hiện nay tại em Ánh đang đứng trước cái vị trí cổng căn nhà đây, rất là gần, rất là tiện. Cái thông số của căn nhà, hướng nhà là hướng đông nam. Diện tích của căn nhà là 32,6m² và được xây dựng thiết kế 4 tầng. Giá chào bán chỉ từ 1.650.000.000 thôi cả nhà. Và hiện tại đây, anh đang đứng trước cái ngôi nhà đó đây. Xin mời mọi người hướng theo em. Đây chính là phía cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà đây được thiết kế là hai lớp. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện, lớp bên trong là cửa kính nhôm Việt Pháp. Và bên ngoài của cái mặt tiền của ngôi nhà đều được ốp gạch 30-60 granite, màu gỗ kim, màu kim sa rất là đẹp. Xin mời mọi người hướng vào phía phòng khách cùng em nhé. Đây chính là phía phòng khách của cái căn nhà này. Đấy, rất là rộng mọi người ạ. Về cái phần đèn led, thiết bị vệ sinh, trần thạch cao đều được hoàn thiện xong hết đầy đủ rồi. Mọi người chỉ việc, với cái căn nhà này nó chỉ hơi bụi một chút xíu thôi. Mọi người chỉ cần dọn, lau qua là có thể dọn đồ về ở rồi. Với cái căn nhà này thì là hoàn thiện lên tới 98% rồi. Ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà là có nhà vệ sinh, là còn chưa sơn thôi mọi người ạ. Còn đâu thì xong hết rồi. Đây chính là phía phòng bếp của ngôi nhà đây. Mọi người hướng vào phía căn bếp của em. Đó, căn bếp cũng rất là rộng, thoải mái, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Đầy đủ vòi chậu cũng như là chậu rửa bát, đầy đủ hết. Đây là trên đây là phía phòng bếp đây. Căn bếp đây mọi người ạ. Khá là tiện ích, đầy đủ mọi công năng. Và tầng 1 có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của ngôi nhà đây. Đó, đầy đủ về bồn cầu lavabo cũng như là vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà nhé mọi người. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Đấy, mọi người nhìn xem, đường rất là rộng, thoáng. Vị trí của cái căn nhà này thì thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người nhé. Xung quanh đầy đủ tiện ích chợ, đường, phường, trạm, rất là thuận tiện sinh hoạt, gần trường mầm non, tiểu học. Vị trí này cách chợ, họp chợ ở cái khu vực này nó chỉ rơi khoảng tầm 200m thôi. Tay vịn cầu thang đây được làm bằng gỗ mọi người nhé. Cách trên tầng 2 của cái căn nhà này được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Với cái diện tích là 32,6m², xây dựng từ tầng 2 trở lên đua ra được một chút. Thì thực tế để mà nói cái nhà này thì cái phòng ngủ nó hơi bé một chút mọi người nhá. Hơi bé một chút, em review rất là khách quan cho nên là mọi người có thể cân nhắc trước khi đi xem nhà. Cái phòng ngủ này thì có thể là dành cho các bé nhỏ ấy, làm phòng riêng cho các con. Đó, cửa thông phòng được làm bằng cửa gỗ mọi người nhé. Có áp chờ điều hòa cho từng phòng đây. Đó, xin mời mọi người hướng sang phía căn phòng thứ hai. Ở trên tầng 2 có một nhà vệ sinh, gồm một nhà vệ sinh mọi người ạ. Đấy, và ở bên này nó là có một cái giếng trời hướng lên trên phía tầng 4 rất là thoáng. Đây chính là phòng vệ sinh tầng 2, đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, đầy đủ mọi công năng cho một cái hộ gia đình sử dụng của tầng 2 mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng vào phía phòng ngủ tiếp theo của cái căn nhà này. Với cái căn phòng ngủ này thì hướng ra phía bên ngoài đường, có cửa sổ lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong ngôi nhà này rất là thoáng. Hướng nhà thì đặc biệt là hướng đông nam mọi người ạ, cho nên là mùa đông thì rất là ấm và mùa hè thì rất là mát. Cái cửa này cũng được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là lớp cửa kính nhôm Việt Pháp và lớp bên trong là lớp sắt sơn tĩnh điện nhé. Đó, hệ thống đèn led, trần thạch cao cũng đều được trang thiết bị đầy đủ hết rồi. Căn phòng này thì khá là rộng,
rộng hơn so với cái căn phòng em vừa giới thiệu. Đó, cửa thông phòng được làm bằng cửa gỗ mọi người ạ. Đây, tiếp theo xin mời mọi người lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em nhé. Tầng 3 của cái căn nhà này thì được thiết kế tương tự như là tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Cái giá của cái căn nhà này thì thực sự rất là hợp lý. Nếu như mà nhà nào mà có ô tô chẳng hạn mà không muốn cho vào nhà thì cái căn nhà này là một sự lựa chọn cũng khá là ok, bởi vì là ô tô có thể đậu ở trước cửa nhà luôn. Đây chính là phía phòng ngủ thứ ba. Tương tự như tầng 2 mọi người ạ, cũng nhỏ nhắn xinh xắn thế thôi. Đó, nhà nào mà có các bạn nhỏ mình có thể cho ra ngủ riêng được thì cái phòng này nhỏ xinh ấm áp cũng là một cái điều mà mình nên cân nhắc lựa chọn mọi người nhé. Đây chính là áp chờ điều hòa, dây chờ điều hòa đây, áp đây. Cửa thông phòng đây mọi người ạ, cửa gỗ nhé. Tầng 3 của ngôi nhà cũng gồm một vệ sinh. Tương tự như tầng 2, đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo. Và phòng ngủ thứ tư đây. Với cái diện tích của cái căn nhà này là 32,6m² và được thiết kế 4 phòng ngủ đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Và cái căn nhà này với 4 phòng ngủ thì có thể nhà là 3 thế hệ nó có thể ở thoải mái vô tư mọi người ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy đèn led, trần thạch cao đều được thiết kế đầy đủ rồi. Hiện tại thì cái căn phòng này em anh đang không bật điện mọi người nhá, nhưng mà mọi người nhìn thấy không, đầy đủ ánh sáng vào trong ngôi nhà này đấy, và rất là rộng mọi người nhá. Cái căn phòng ngủ này thì rất là rộng, 4 phòng ngủ, tổng là 4 phòng ngủ mọi người nhá, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Tiếp theo xin mời mọi người lên trên phía tầng 4 của căn nhà cùng em. Đây mọi người này, tay vịn cầu thang đây. Toàn bộ là được làm bằng gỗ hết. Và đặc biệt ở phía cầu thang mọi người có thể nhìn thấy có một cái giếng trời rất là rộng, ô giếng trời rất là rộng, rất là thoáng để lấy cái ánh sáng toàn bộ cho cái khu vực cầu thang đây. Cho nên ở phía dưới cầu thang không cần bật điện thì vẫn cứ rất là đầy đủ ánh sáng. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà mọi người ạ. Nào, quên bật ai rồi. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà mọi người nhé. Đó, cửa thông phòng cũng là cửa gỗ. Và đây, sau đây xin mời mọi người hướng ra phía sân phơi của ngôi nhà. Đây chính là phía phần sân phơi của ngôi nhà đây. Wow, vô cùng rộng mọi người ơi. Phía đây là để khu vực máy giặt mọi người ạ. Đây chính là phần để khu vực máy giặt mọi người nhé. Vô cùng rộng. Em và anh đã giới thiệu gần như là chi tiết cái vị trí căn nhà này, nhưng cái tiện ích xung quanh thì rất là đầy đủ cho một hộ gia đình sử dụng. Về cái vị trí của căn nhà này mà tiến tới bến xe Nghĩa là khoảng tầm 3 km, cách vị trí khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 2,5 km, cách trường đại học Phenica cũng chỉ rơi vào tầm 2,5 km, cách trường đại học thể dục thể thao nó chỉ khoảng tầm 2 km mọi người nhá. Có nghĩa là xung quanh vị trí của cái căn nhà này thì rất là đầy đủ về trạm, đường, trường, chợ, rất là đầy đủ hết. Cho nên là mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em, hoặc có thể để lại bình luận ở phía dưới của cái video này, em có thể trả lời mọi người. Hoặc nếu như mà mọi người cần tư vấn luôn thì có thể gọi điện cho em Ánh, chính là em đây, theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh, nhớ ấn chuông để có thể nhận được những thông tin bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.